Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Đây là những video tổng hợp về những vụ trộm xe do camera quay lại được. Mọi người xem để cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình cẩn thận hơn, không được chủ quan ỷ y nghe cả nhà. Nhớ, hãy nhớ xem để cảnh giác, để bảo vệ, để rút kinh nghiệm. Chúc mọi người một ngày bình an trong cuộc sống. Nhớ đăng ký like share cho mọi người để cảnh giác. Dạ, em xin cảm ơn.